Minasan konnichiwa. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Nhật của anh Sensei. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chữa đề thi JLPT N2. Như vậy là chỉ còn một thời gian ngắn nữa là chúng ta đến kỳ thi rồi. Các bạn ôn tập thế nào? Cố gắng dành thêm thời gian để luyện tập cũng như là củng cố kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi các bạn nhé. Môn đai số 1 này, đó là môn đai cách đọc của chữ Hán. Câu 1. Kore wa mizu o kirei ni nanani desu. Hán tự sẽ là chữ trang và chữ chí đúng không? Như vậy chúng ta sẽ đọc chữ này là sochi. Các bạn đúng, đây sẽ là số 4. Cái chữ này mặc dù âm Hán Việt là trang và chí nhưng mà nghĩa của nó không phải là trang trí. Nghĩa của nó sẽ là thiết bị, nó giống từ setsubi ấy. Đây là thiết bị làm sạch nước. Số 1 này chúng ta có đọc là sochi như này thì nó là chữ sử và chữ chí. Đây. Xử trí có nghĩa là xử lý này, ứng phó, đối phó. Shô chi dưới dạng trường âm và đọc là shô ấy thì chữ Hán là chữ thừa và chữ chi có nghĩa là chấp nhận, hiểu này. Số 3 đọc không có trường âm, shô chi đây là biện pháp, Hán tự là thố và chí. Lưu ý này, phần lớn cái chữ trang này nó đọc là xô nhưng mà riêng trong trường hợp chữ này lại đọc isho. Đây. Isho là trang phục sân khấu ấy thì dùng cái từ này. Thì nó lại đọc là show nhá, nhưng mà chỉ có một cái từ này thôi, còn lại phần lớn những cái chữ đi với lại chữ trang này sẽ đọc là show. Ngoài cái chữ sochi này chúng ta còn một số từ khác, ví dụ các bạn đã quen với từ fukuso đúng không? Fukuso này, trang phục này. Hay là gì nhỉ? Hay là sobi, trang bị. Tiếp theo câu số 2. Kono mise no kyaku wa josei ga 80% nanani. Cái khách của cửa hàng này thì nữ giới, Hán tự đây là chữ chiêm hoặc là chiếm. Nữ giới chiếm 80%, vậy thì cái này âm cương sẽ là shimeru. Đáp án đúng chúng ta sẽ là số 1 nhá, có nghĩa là chiếm 80%. Chữ chữ này sẽ có hai cách đọc âm cương yomi, đó là urana. Urana trong từ uranau có nghĩa là bói. Còn khi nó đọc là shime trong từ shimeru thì có nghĩa là chiếm. Đấy, ví dụ như là chiếm đất hay là chiếm gì nhỉ? Chiếm cứ, chiếm bao nhiêu phần trăm thì dùng nhá. Còn âm ghép của nó sẽ đọc là sen. Chẳng hạn như là trong từ gì nhỉ? Trong từ senkyo chẳng hạn. Senkyo là chiếm cứ này. Hay là chúng ta có từ độc cư xem, độc chiếm, vân vân. Cách đọc là shimeru thì ngoài cái chữ chiêm chiếm này ra, nó còn có một số chữ khác nữa cũng đọc như thế. Các bạn có chữ này là chữ thấp, có nghĩa là ẩm, shimeru này. Hay là chúng ta có chữ giảo. Chữ giảo có nghĩa là bóp, bóp cổ này. Đấy. Chữ đế là xoắn, vặn. Ví dụ như là vặn ốc vít dùng chữ này nhá. Sumeru, chúng ta có chữ cật, nhồi nhét này. Semeru, chúng ta có chữ trách, trong từ trách móc, trách cứ, đổ tội. Hoặc là trong từ công, chữ công có nghĩa là tấn công. Umeru, chúng ta có chữ mai, trong từ mai táng, chôn lấp. Tiếp theo câu số 3. Machigatte daijina meru o nanani shite shimatta. Tôi đã nhầm và tôi lỡ cái email quan trọng, tôi lỡ làm sao đó. Hán tự đây là sẽ là chữ tước và chữ trừ đúng không? Như vậy tước trừ sẽ đọc là sakujo. Chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là 4. Có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là xóa đúng không? Sakujo là xóa nhé. Các từ còn lại thì chúng ta có từ số 2. Đây. Shoujo. Ngoài cái từ gọi là từ thiếu nữ này ra thì chúng ta có từ đây, tiêu trừ cũng là xóa nhưng mà nó sẽ đọc như thế này. Ôn một chút cái kanji này, chúng ta có chữ tước sẽ có âm cương là kê trong từ kezuru.
có nghĩa là gọt, ví dụ gọt bút chì chẳng hạn, hay là cắt giảm, đúng nhà vô sau kề dư là cắt giảm ngân sách, đọc là kề dư nhá. Âm ghép sẽ đọc là sa cự. Ngoài từ sa cự rồi chúng ta còn từ khác, ví dụ sa cự ghen. Sa cự ghen là cước giảm, cắt giảm. Chữ trừ sẽ đọc là nô dô cự. Nô dô cự có nghĩa là loại trừ. Âm ghép là dô. Ví dụ trong từ sa cứ dồ này này, hoặc là chữ ghen dồ. À ghen dồ không tồn tại. Chữ gì có chữ trừ nhỉ? À đây có dô kiều nhá. Chữ trừ và chữ khứ cũng nghĩa là loại bỏ. Trong từ so jin thì nó lại đọc đặc biệt là ji. Câu số 4. Câu cài nô quốc sai cài ghi đề hóa Jinko môn đài ngã ghi rôn nô nana ni ni nạp tà. Hôm trước vừa chữa cái chữ Hán phía trước này xong, chữ tiêu. Chữ tiêu này chúng ta sẽ đọc là âm cương là gì nhỉ? Các đề thi trước đã từng hỏi âm cương của chữ này, nó sẽ đọc là cô ghê rự, có nghĩa là cháy khét. À xê rự có nghĩa là sốt ruột. Và bây giờ người ta hỏi âm onyomi thì sẽ là show đúng không? Chúng ta có thể lấy theo kiểu như là chữ tiêu nó giống như từ tiêu hóa. Đây, âm Hán Việt giống nhau nhá. Thì sẽ đọc là show. Như vậy, tiêu điểm sẽ là show ten. Chúng ta chọn đáp án đúng là một. Show ten này. Show ten là tiêu điểm, là điểm nóng, tâm điểm. Ở hội nghị quốc tế lần này ấy, thì cái vấn đề dân số nó đã trở thành tiêu điểm, nó đã trở thành cái tâm điểm của bàn luận. Từ siêu tên, chữ Hán là chữ chung và chữ điểm, có nghĩa là điểm cuối. Dư tên là trọng điểm. Câu số 5. Sai ki wa siêu shoku katsudo siêu katsudo iu koto ga aru. Các bạn thấy câu này là hỏi chữ lược đúng không? Chữ lược sẽ đọc là đẹp cư sự. Như vậy đáp án đúng chúng ta sẽ phải là số 3. Đẹp cư sĩ có nghĩa là lược bớt. Gần đây ấy, thì đôi khi tôi lược bớt cái từ gọi là siêu sốc cự cát đồ. Tôi gọi tắt thành siêu cát sự, có nghĩa là gọi tắt cái từ hoạt động tìm việc thành siêu cát sự, hoặc là một số cái từ khác chẳng như là Digital camera gọi tắt thành Digicame ấy, là máy ảnh kỹ thuật số. Số 1 Yakushite. Chữ dịch nhá, có nghĩa là dịch. Dịch văn bản giấy tờ. Kakushite. Kakusu là chữ ẩn, có nghĩa là giấu. Tiếp theo môn đài số 2 là môn đài nhận diện mặt chữ. Câu 6 này. Sensei no hitokoto ga Watashi wo kono genkyu ni michibite kureta. Đọc là michibiku. Động từ gốc là michibiku thì sẽ phải là chữ đạo. Như vậy chúng ta phải chọn phương án 2 đúng không? Động từ michibiku có nghĩa là dẫn lối đúng không? Đấy, dẫn lối thì hướng dẫn chỉ đường. Một câu nói của giáo viên, của thầy cô ấy đã dẫn lối tôi tới cái nghiên cứu này. Chúng ta có từ số 1, từ này âm cương yomi phải là mane cự, như vậy là đọc sẽ phải là maneite chứ không phải là michibite nhá, có nghĩa là mời này. Cái này đọc là michibi cự, michibite, còn âm onyomi sẽ đọc là đô trong từ shido. Lấy thêm bởi vì là người ta có thể người ta hỏi các bạn chỉ đạo hướng dẫn. Số 3 chữ này là chữ dụ, sẽ là động từ gốc là sa sô đúng không? Như vậy là thể t sẽ phải là sa sốt t, có nghĩa là rủ. Và số 4, đây là chữ bạn, đọc là tomonau, tomonate. Cùng với câu số 7, lại một câu về động từ tiếp. Koareyasui no de teinei ni nanani atsukatte kudasai. Bởi vì dễ hỏng cho nên là hãy atsukatte một cách cẩn thận.
Động từ atsukaru rất là nhiều cách dịch nhá, có thể dịch là đối xử này, có thể dịch là xử lý này, có thể dịch là ứng phó, tiếp cận, cung cấp, vân vân. Thì trong trường hợp này có thể là món đồ chúng ta có thể dịch là sử dụng. Bởi vì dễ hỏng cho nên là hãy sử dụng một cách nhẹ nhàng cẩn thận. Thì chúng ta sẽ có chữ nào sẽ đọc là atsukaru. Atsukate, chúng ta sẽ có đáp án đúng là số 3. Chữ Hán là chữ chap. Số 1 đấy, đây là chữ cứ trong từ căn cứ. Đấy. Cứ đọc là âm onyomi đọc là kiều nha, ví dụ trong từ côn kiều này. Đây, căn cứ này, cứ hoặc cớ. Số 2 chúng ta có đây là chữ hấp, có nghĩa là hút, hít. Đọc là sư, sút tê. Cái này phải đọc là sút tê. Số 3 là chính xác, atsukaru này. Số 4 đây là chữ sử đúng không? Đọc là show, ví dụ trong từ show đi. Monyomi, xử lý. Tiếp theo chúng ta sang câu số 8. Zemi ni sekyokuteki ni sankashite hoshii. Tôi mong các bạn hãy tham gia một cách tích cực đúng không nhỉ? Nếu mà đọc là sekyokuteki lần này là tham gia một cách tích cực vào cái hội thảo. Đấy, zemi này là hội thảo dành cho sinh viên. Còn nếu mà dành cho người đi làm thì dùng từ seminar nhé. Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ cần chữ tích, chữ cực đúng không? Chữ đích thì đằng sau đều giống nhau rồi. Vậy thì chúng ta có thể loại ngay được phương án số 1 và phương án số 3 bởi vì là dùng chữ cục ở giữa. Vấn đề ở đây ấy là tích của 2 hay là tích của 4. Thì hai thằng này nó khác nhau ở chỗ đó là cái bộ thủ ở bên tay trái của chúng ta. Đấy, hai cái chữ tích này cũng khá là khiến nhiều bạn dễ nhầm. Thì các bạn lưu ý này, thông thường ấy cái chữ tích mà có cái bộ mịch ở phía trước đây này, nó sẽ mang tính chất là đó là những cái liên quan đến thành tích. Đây, ví dụ nhá, chúng ta có từ Seiseki này là thành tích này. Đấy, chúng ta có từ Gyoseki là gì nhỉ? Là chữ Hán là chữ nghiệp và chữ tích có nghĩa là cái thành quả trong công việc, thành quả trong sự nghiệp. Koseki là chữ Hán là chữ công và chữ tích, công lao, thành tựu hay là chiến tích. Senseki. Đấy, nó sẽ liên quan đến khái niệm về thành tích. Còn lại chúng ta sẽ có những cái mang tính chất về tích lũy ấy, thì nó sẽ là chữ tích có một bộ hòa là lúa. Ví dụ các bạn có động từ tsumoru là tích tụ đúng không? Đấy, yuki ga tsumoru là tuyết nó tích tụ lại. Hay là tsumu là tích lũy này, keiken wo tsumu là tích lũy kinh nghiệm. Từ ghép chúng ta có những từ liên quan đến cái gì nhỉ? Cái khái niệm về đo đạc ấy. Ví dụ như là chúng ta có từ menseki là diện tích. Hay là taiseki là thể tích. Rồi thì dung tích. Đấy. Đúng không? Rồi thì gì đây nhỉ? Chikuseki, tích lũy này. Hán tự không phải chữ tích và chữ lũy, nó là chữ xúc và chữ tích, có nghĩa tích lũy. Hay là trong từ Ruiseki, lũy tích. Đây. Và trong từ tích cực đúng nhỉ? Seikyuteki. Đấy. Như vậy chúng ta phải chọn phương án là 4, nhưng chính xác. Loại trừ 2. Câu số 9. Saisho no uchi wa teikou o kanjite ita ga itsu no mani ka narete shimatta. Cái lúc ban đầu ấy thì tôi cảm thấy teikou, nhưng mà tôi đã quen từ lúc nào không hay. Từ teikou Hán tự chúng ta sẽ cần chữ đề và chữ kháng. Vậy thì chúng ta sẽ dùng cái chữ nào đấy? Các bạn đúng là hai đúng không? Hai là đề và kháng này. Câu 1 ấy nó là dùng chữ đẻ, đẻ này có nghĩa là đáy. Đấy. Soko ấy. Đấy, hay là kaite là đáy biển ấy, không phải. Đây ghi ghi ra để các bạn xem nhá. Ví dụ trong từ soko là cái đáy này. Đấy. Hay là từ ghép nó sẽ đọc là t trong từ kaite. Đáy biển. Không phải. Từ số 2 là đề kháng, đúng rồi. Từ đề kháng này có nghĩa là cảm thấy khó chịu, cảm thấy không thích, cảm thấy có gì đấy ngại ngần. Ban đầu tôi cảm thấy ngại, tôi cảm thấy không quen, nhưng mà dần dần tôi quen. Số 3 sai cả hai chữ.
Cái chữ đằng sau nó là chữ khanh, có nghĩa là cái hố đào. Câu số 4 thì sai chữ phía sau, chữ khanh, hố đào không phải. Câu số 10. Kino kara kata ga itain desu. Kata, chúng ta sẽ có Hán tự là chữ kiên, có nghĩa là vai đúng không? Chúng ta cùng xem chữ nào là vai nào. Một là gì đây nhỉ? Chữ yêu, eo, koshi. Số 2 là hara là bụng đúng không? Chữ phúc này. Số 3 là chữ bối, c. Không phải, vậy thì chỉ còn 4 là chữ kiên, kata, đúng rồi. Vai là 4 nhá. Tôi bị đau vai từ hôm qua. Tiếp theo câu số 11, sang môn đai 3 là môn đai về ghép từ, từ ghép. Ima wa mada nanani sayo da ga izure hon sayo ni naru hazu da. Chúng ta thấy này, người ta bảo bây giờ ấy thì vẫn đang là như thế nào đấy, nhưng mà một lúc nào đó chắc chắn là sẽ được hon sayo, có nghĩa là tuyển dụng chính thức. Vậy thì bây giờ có nghĩa là đang được tuyển dụng tạm thời. Vậy thì chúng ta sẽ dùng cái từ nào? Chúng ta sẽ dùng số 3 đúng không? Chữ giả. Kadisayo có nghĩa là tạm thời nhá. Đấy. Bây giờ là tuyển dụng tạm thời. Cái cụm cố định là như vậy. Ngoài cái từ Kadisayo ra, chúng ta còn một số từ khác đi với lại chữ Kadi này để mang nghĩa là tạm thời. Chẳng hạn các bạn có từ Kadi Keyaku là hợp đồng tạm thời. Keyaku là hợp đồng tạm thời này. Chưa phải hợp đồng chính thức. Hay là chúng ta có gì đây nhỉ? Chúng ta có Kadi Menkyo, giấy phép tạm thời. Đấy. Số 1, đây là chữ phó hoặc là chữ phụ. Thì thông thường những cái chữ này nó sẽ đi kèm với lại những từ để chỉ cái gì nhỉ? Cái yếu tố phía sau nó là mang tính chất phó. Đấy, hoặc là không phải là cái yếu tố chính. Chẳng hạn chúng ta có từ Fukusacho. Nếu như Sacho là giám đốc thì Fukusacho là phó giám đốc. Hay là chúng ta có từ rất là quen thuộc ở trong N2, đấy là từ Fukusayo là tác dụng phụ đúng không? Ví dụ như là Kusuri no Fukusayo là tác dụng phụ của thuốc. Hay là các bạn có từ Fukushunyu là thu nhập, tay trái, thu nhập phụ. Số 3 chúng ta có Hán tự, đây là chữ đoản. Thì thông thường nó sẽ đi kèm với những từ chỉ gì nhỉ? Chỉ thời gian hoặc khoảng cách. Ví dụ chúng ta có từ tăng kỳ càng này, trong khoảng thời gian ngắn nhá. Hay là chúng ta có từ tăng kyo đi, khoảng cách ngắn này. Chúng ta có chữ bán thì sao? Chữ bán khi đi kèm với lại những cái từ khác ấy, nó sẽ mang nghĩa là nửa, một nửa. Ví dụ như là chúng ta có từ Hanseki, một nửa thế kỷ. Đấy. Hay là gì nhỉ? Hay là chúng ta có từ Hantome. Hantome. Nếu như tome là trong suốt thì hantome là nó không phải là trong suốt hoàn toàn, nó là trong mờ. Nó chúng ta vẫn có thể nhìn thấy bên trong nhưng mà không rõ hoàn toàn. Đấy, mà nó sẽ bị đục đục. Câu số 12. ここは国際gì đó の豊かな都市として知られている。Đây được biết đến như là một thành phố rất là phong phú cái gì đó của Kokusai. Thì đi với từ Kokusai chúng ta sẽ dùng từ gì nào? Các bạn có từ đầu tiên là chữ chất. Chữ chất này thông thường nó sẽ không tạo ra cái từ ghép dưới dạng ba âm tiết nhé, để tạo ra dạng gokese. Đấy, nó chỉ là từ đơn hai âm tiết thôi. Cũng có từ ba âm tiết nhưng mà không phải là dạng gokese này. Chữ hương. Chữ hương cũng vậy. Chữ hương thường không tạo ra dạng gokese. Chữ khí. Chữ khí thì nó sẽ có tạo ra. Nhưng mà thông thường là cái từ mà đi kèm chữ khí ấy, nó có nghĩa là cái cảm giác như thế. Ví dụ các bạn có từ hakike này. Đấy. Hakike là cảm giác buồn nôn. Hay là từ này, hitoke là cảm giác có người. Cái từ này nếu đọc là ninki thì có nghĩa là cái sự mến mộ, cái sự ưa chuộng, sự nổi tiếng. Nhưng mà đọc là hitoke có nghĩa là cái sự gì nhỉ? Cái cảm giác là có người hay không có người. Đấy. Hay là chúng ta có từ samuke là cảm giác ớn lạnh. Đây. Các bạn lưu ý là không phải trường hợp này. Vậy thì chỉ còn 4 thôi đúng không? Chữ Hán là chữ chữ sắc đúng nhỉ? Sẽ đọc là shoku. Kokusai shoku có nghĩa là cái màu sắc, cái sắc thái như vậy. Đấy, chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là 4 nhá. Ngoài cái từ Kokusai shoku ra, chúng ta còn có từ Seiji shoku mang màu sắc chính trị này. Đúng không? Hoặc là mang màu sắc bản địa, Chiho shoku. Ngoài ra, khi chữ sắc đứng đầu một từ ấy, đấy, để làm tiếp đầu ngữ thì nó sẽ mang nghĩa là
Màu, đúng nhỉ? Ví dụ nó có từ iro, và đọc là iro không đọc là số cự nữa. Iro enpitsu có nghĩa là bút chì màu. Hay là gì nhỉ? Hay là chúng ta có từ irogami sẽ là giấy màu. Iroito sẽ là chỉ màu, vân vân. Câu số 13. Sono jiken no hani wa businessman nanani no otoko datta rashii. Nghe nói là phạm nhân của cái vụ án đó ấy, là một người đàn ông businessman. Chúng ta sẽ cần từ nào đi kèm với từ businessman này? À, chắc chắn là phương án mấy nhỉ? Phương án số 3 đúng không? Businessman fu có nghĩa là mang phong cách đúng nhỉ? Mang phong cách doanh nhân. Đấy, kiểu như là mặc vest rồi thì mang cặp táp đấy. Trông như thế mà lại là thủ phạm. Số 1 chúng ta có chữ chạ. Cái chữ này nhá, nó sẽ có hai nghĩa khi mà nó tạo ra dạng từ ghép. Một đó là giấy. Đấy, ví dụ như là chúng ta có từ shōtaijō là giấy mời. Đúng nhỉ? Hay là gì nhỉ? Nengajō là cái thiệp mừng năm mới. Đúng không? Hoặc là gì nhỉ? Hoặc là chúng ta có từ shōkaijō là giấy giới thiệu. Đấy, nghĩa đầu tiên của nó là có nghĩa là giấy nhá, giấy hoặc là thiếp, thiếp mời đấy. Cái nghĩa thứ hai nó mang nghĩa là trạng thái. Đấy, ví dụ như các bạn có cái từ trạng thái bột chẳng hạn, sẽ là konajo này. Đấy, trạng thái kem sẽ là kurimujo. Đấy, trạng thái giống như là trạng thái rắn, lỏng khí hay bột đấy. Chữ trạng có hai cách dùng như thế. Chữ thức nó mang nghĩa là kiểu. Có thể có bạn sẽ nhầm lẫn với lại cái phương án 2. Nhưng mà cái từ Shiki này là theo cái kiểu gì nhỉ? Kiểu Nihon Shiki này. Đấy, kiểu Nhật này. Hay là kiểu gì đấy? Kiểu Ido Shiki. Kiểu di chuyển, kiểu di rời, di động. Chẳng hạn như là những cái sạp bán hàng ấy, những cái sạp cà phê di chuyển ấy, không phải là cố định tại một nơi thì dùng từ Idoshiki nhá. Hoặc là cái giá sách, cái dạng tạp tế Kumishiki, cái dạng lắp ghép thì dùng cũng dùng từ Shiki này. Kumitate sao không ra nhỉ? Đây. Chữ phong của chúng ta mang nghĩa là phong cách, mang phong cách như vậy. Thông thường nó sẽ đi kèm với lại những từ chỉ đất nước, khu vực hoặc là một con người nào đó. Ví dụ các bạn có từ business mafu có nghĩa là mang phong cách doanh nhân. Ngoài ra có Nihon fu là mang phong cách Nhật. Đấy. Hay là gì nhỉ? Hay là phong cách hiện đại đúng không? Gendai fu. Đấy. Chữ số 4 là chữ lưu nhá. Chữ lưu này cũng có nghĩa là phong cách. Chúng ta sẽ có Nihon ryu là phong cách Nhật Bản. Hay là gì nhỉ? Hay là phong cách cổ điển này, cô tên Điêu. Phong cách hiện đại, phong cách hiện đại có thể dùng là Gendai Fu hoặc là Gendai Ryu cũng được. Những cái phương án mà có thể dùng nhiều chữ thì người ta sẽ không ra. Đấy, ở đây đi với lại businessman thì chỉ có thể là chữ phong này thôi. Tiếp theo chúng ta sang môn đai 4 là môn đai từ vựng. Câu 14 này. Kodomo ga asonda ato wa omocha ga nanini iru. Sau khi bọn trẻ nó chơi đùa ấy thì đồ chơi làm sao đó, các bạn cùng xem từ phương án nhé. Câu 1 này. Câu 1 là tobikoete. Đây sẽ viết cách đọc ở đây nhá. Tobikoete. Tobikoete có nghĩa là bay qua. Đấy, ví dụ như là bay qua biển, umi o tobikoete. Hay là vượt qua đúng không? Mình vượt qua một ai đó, ví dụ như là senpai o tobi koetai, tôi muốn vượt qua senpai chẳng hạn. Không phải này. Chúng ta có từ số 2 là từ chira kate. Động từ gốc chirakaru có nghĩa là vương vãi. Đúng rồi. Đúng ở đây sẽ phải là số 2. Bởi vì đồ chơi vương vãi đúng không nhỉ? Các bạn sẽ thấy cái hint tội là từ omocha này. Số 3. Số 3 các bạn có từ chữ kiến và chữ độ.
Miwatashite là nhìn bao quát đúng không? Nhìn khắp, thông thường nó sẽ là những cái từ chỉ cái nơi mà chúng ta hướng tầm mắt ra ấy. Ví dụ như là Machio Miwatasu đúng nhỉ? Là nhìn bao quát thành phố này. Kyoshitsu Miwatasu là nhìn bao quát lớp học. Từ số 4 là Ochikonde, từ này rất là nhiều nghĩa. Nghĩa của nó có thể là rơi vào, ví dụ như là Ana ni Ochikonde đúng không? Ana ni Ochikomu có nghĩa là rơi vào cái lỗ, rơi vào cái hố. Đấy. Ngoài ra còn có nghĩa là suy thoái đúng nhỉ? Ví dụ như là Keiki ga Ochikomu là kinh tế suy thoái. Còn có nghĩa khác nữa là nản lòng, chán nản. Đấy, đều không phù hợp. Câu số 15. Tanaka senshu wa Saka no Nihon Dairyo ni Nihon Daiyo ni erabareta ga kegao riyu ni Daiyo nanani shita. Vẫn cầu thủ Tanaka được chọn làm đại diện của Nhật Bản trong môn bóng đá nhưng mà đã lấy lý do bị thương và làm sao đó cái việc làm đại diện này. Chúng ta cùng xem các từ. Từ đầu tiên là từ Hinan. Từ Hinan này có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là tránh nạn, không phải là tránh nạn đúng không? Chúng ta sẽ không dùng. Thông thường đi với từ Hinan ấy, nó sẽ là những cái từ kiểu như là gì đây nhỉ? Kinh cứu Hinan đấy, tránh nạn khẩn cấp, hay là chúng ta có cái từ rất là phổ biến mà các bạn ở bên Nhật sẽ quen thuộc ấy, đó là từ Hinan Kunden, có nghĩa là luyện tập phòng tránh, luyện tập mà lánh nạn, giả định trong trường hợp xảy ra động đất sóng thần ấy đúng không, sẽ tránh nạn như nào thì dùng. Từ số 2 là từ Tohi. Tohi có nghĩa là trốn tránh, lẩn tránh đấy, có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là tránh cái việc đối diện với lại khó khăn đấy, lảng nó đi. Cái này thông thường chúng ta hay đi kèm với cụm từ cố định, đấy là từ ví dụ như là genjitsu nhá. Genjitsu tohi có nghĩa là trốn tránh hiện thực, không dám đối diện với thực tế, coi như là nó không tồn tại, không phải. Từ số 3 là từ taijo. Từ taijo có nghĩa là rời sân. Ví dụ là một cầu thủ bóng đá họ rời sân bởi vì bị làm sao đó ấy, sẽ dùng cái từ này. Nhưng đây không phải là kiểu rời sân trong trận đấu như vậy, mà đây là không được chọn làm đại diện nhưng mà không làm nữa thì không dùng từ này đúng không? Vậy là chúng ta sẽ không dùng từ taijo được. Vậy thì chúng ta chỉ còn từ số 4 thôi, là từ jitai. Jitai có nghĩa là từ chối cái việc bổ nhiệm. Đấy, đáp án đúng là 4 nhá. Từ jitai Hán tự là chữ từ và chữ thoái, có nghĩa là chúng ta từ chối một cái điều mà đã được gì đây nhỉ? Đã được người ta cất nhắc. Đấy, chúng ta bỏ cái quyền lợi, cái địa vị mà mình đã giành được. Thì đúng nhất ở đây sẽ là số 4. Ngoài đi kèm với lại từ đai hiểu ở đây thì cái từ di tai nó còn đi với một số từ khác, ví dụ như là từ chối cái việc nhận được giải thưởng này, jiu sổ đấy, hay là từ chối cái việc tham gia studio. Câu số 16. Kon kai no chou sa de nanani kekka wa kongo no sabisu koujou ni ikashite ikitai. Cái kết quả gì đó ở trong cuộc điều tra lần này thì tôi muốn sẽ vận dụng vào trong việc nâng cao dịch vụ từ nay về sau. Các từ đều là động từ, cũng các bạn xem từ đầu tiên nigita. Nigita có nghĩa là nắm, cầm đúng không? Ví dụ như là chúng ta có từ cầm ý, cầm bút đúng nhỉ? Pen này, pen nigiru là cầm bút, hay là gì đây? Hay là nắm được chính quyền đúng không? Có được chính quyền, seiken đúng nhỉ? Hay là nắm được, bắt được, nắm thóp được cái điểm yếu của ai đó, yoami. Đây sẽ không phù hợp với cái nghĩa là kết quả của nắm được đúng không? Nắm phải là nắm được cái gì, không biết như thế này. Không đúng. Câu số 2. Hasanda, động từ gốc là hasamu, có nghĩa là kẹp. Đấy, chèn hoặc là ôm trong lòng, chen ngang, rất là nhiều cách dịch. Ví dụ các bạn có thể nói là chèn gì đây nhỉ? Chèn 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 thịt nguội. Đấy, chèn xúc xích, chèn giò vào trong bánh mì ấy, kẹp vào thì có thể dùng là pani hamuo hasamu. Đấy. Ngoài ra có thể nói là kuchio hasamu có nghĩa là gì nhỉ? Đây. Kuchio hasamu có nghĩa là nói chen ngang. Đấy. Kiểu tiếng Việt mình nói là chõ miệng vào ấy đúng không? Hay là gì đây? Hay là khi đi với từ utagai có nghĩa là mang trong lòng cái nghi vấn nhá.
hay là ban nãy cái ví dụ là ham mự này. Đấy. Ham mự, hà sa mự có nghĩa là kẹp cái ham mự vào, kẹp cái giò vào. Không phải. Từ số 3 là ê tả, động từ gốc là ê rự có nghĩa là nhận được, thu được. Đúng rồi. Cái từ ê rự nó sẽ đi với từ kịch cờ là kết quả nhận được là phù hợp nhất. Chúng ta chọn 3. Ngoài từ kịch cờ ấy thì ê rự là động từ đi kèm với lại một số cái từ khác, ví dụ như là chúng ta có từ đi ích là thu được, nhận được cái lợi ích đúng không? Nhận được xin đai này, nhận được cái sự tin cậy này. Chúng ta có từ nhận được cái gì nhỉ? Nhận được cái thành quả C cờ. Nhận được cái sự đồng thuận Sô đa cử. Số 4 là cô mê tờ. Cô mê tờ thông thường nó mang nghĩa là dồn chất chứa. Đằng trước nó sẽ là những từ như là Kokoro này, chất chứa cái trái tim này đúng không? Chất chứa cái cảm xúc, kimochi. Đấy. Chất chứa cái lời cầu nguyện, negai, vân vân. Nó là những cái khái niệm diễn tả cảm xúc, không phải ở cái câu này nhá. Nên đúng đây phải là số 3. Cái kết quả mà nhận được qua cái cuộc khảo sát lần này thì tôi muốn vận dụng nó, phát huy nó để nâng cao chất lượng dịch vụ từ nay về sau. Câu 17. Câu 17 này. Ô kina ni motsu o nana ni ita no de ketai dengwa ni deraren nakatta. Daite, idaite, kakaete và dakishimete. Các bạn thấy tất cả là những cái từ này mặc dù không biết Hán tự nhưng mà nghĩa của nó đều là ôm. Vấn đề ở đây ấy, chúng ta có từ nimotsu. Nimotsu là một đồ vật. Vậy thì để mà mang nghĩa là đồ vật ở đây thì chỉ có thể là phương án số 3. Kakaete, động từ kakaeru. Chúng ta có cái từ đầu tiên, daite này. Daite Hán tự là chữ daite đây. Hán tự là chữ bão. Đấy. Thì từ này có nghĩa là ôm ấp. Thông thường nó dùng để diễn tả ôm ấp người đúng nhỉ? Hoặc là ấp trứng, ví dụ như là các bạn có là ôm đứa trẻ này đúng không? Akachan ôm em bé này. Hay là ôm gì nhỉ? Ôm người yêu, koibito này. Ôm vai này đúng không? Hay là ấp trứng nhá, tamago. Thì dùng. Không dùng với đồ vật, chúng ta sẽ không chọn. Số 2, idaite. Chữ Hán nếu mà viết thì nó giống như là cái số 1. Idaite, động từ gốc là idaku. Từ này sẽ mang nghĩa là ôm hoặc là mang. Đấy. Nó sẽ là gì nhỉ? Đi kèm với lại các khái niệm trừu tượng. Ví dụ như là gimon, ôm nghi vấn, mang nghi vấn đúng không? Ôm giấc mơ, yume. Ôm gì đấy? Ôm nỗi bất an. Hoặc là ôm hy vọng, kỳ vọng. Đấy. Không đúng, đây là đồ vật. Chỉ có số 3 là đi được với đồ vật thôi. À, chúng ta sẽ chọn số 3 là chính xác. Ngoài đi với lại đồ vật ấy, nó còn có nghĩa là mang, ví dụ như là mang cái khoản nợ chẳng hạn. Cứ sai ô, cả cái tự là mang khoản nợ nhá. Hay là ôm đầu gối, đúng nhỉ? Ngồi ôm gối sẽ là hizao. Kakaete suwatta, đúng nhỉ? Suwaru. Số 4, dakishimete. Đây viết kakaete của chúng ta sẽ là chữ, vẫn là chữ bão. Và số 4 nó vẫn là chữ đó thôi. Dakishimete. Khi mà có thêm cái đuôi shimeru đằng sau nó mang nghĩa là chặt. Thì dakishimete là ôm chặt. Thông thường nó sẽ là đi ôm người, ví dụ kodomo, koibito, vân vân. Đi với lại dakishimeru là ôm chặt đối tượng đó. Thì trong trường này không phù hợp, đúng đây phải là số 3. Bởi vì tôi ôm một cái đống đồ, một cái hành lý to cho nên là tôi không thể nghe máy được. Câu số 18 này. Horitsu ga nanani sarete shinsei hohou ga izen to wa ohaba ni kawarimashita. Pháp luật được làm sao đó và cái phương pháp mà đăng ký, cách thức đăng ký ấy, nó đã thay đổi rất là nhiều so với trước đây. Thì các bạn thấy cái Hinto ở đây là từ Horitsu. Đúng nhỉ? Các từ nó mang nghĩa là thay đổi. Vậy thì chắc chắn là đi với Horitsu phải là số mấy? Phải là số 1 đúng không? Kaise có nghĩa là luật được thay đổi. Các bạn sẽ dùng phương án số 1 nhé, là Kaise là thay đổi này. Số 2 là Kaizo, cải tạo.
Số 3 là tên càng, chúng ta viết cách đọc rồi tí sẽ xem lại một chút về những cái từ này. Số 4 là cô càng. Từ đầu tiên, cai xê là cải chính, có nghĩa là sửa đổi. Thông thường đi kèm với nó là các khái niệm về luật pháp. Ngoài từ hô đít sự, chúng ta còn những từ như là ki sô cự này, quy tắc đúng không? Đấy, thay đổi quy tắc này, sửa đổi gì nhỉ, sửa đổi cái chế độ, xê độ, thì sửa đổi kempo, hiến pháp. Từ số 2 là từ cai cai rồ, hán tự là chữ cải và chữ tạo. Thông thường chúng ta dịch là cải tạo hoặc cải tiến. Nó là những cái gì nhỉ, những cái trang thiết bị đấy, ví dụ như là sô chi, từ sô chi ban nãy này, cải tiến thiết bị này đấy, hay là gì tên xe cũng được, cải tiến cái xe đạp để đi nó nhanh hơn, dễ hơn này, gì tên xạ, gì đô xạ này. Ngoài ra có thể đi với từ nai các cự nhá, chúng ta hay dịch là cải tổ, cải tổ nội các, nai các cự. Từ số 3, chữ Hán là chữ chuyển và chữ hoán. Tên cần có nghĩa là chuyển đổi, thay đổi. Cái này nó sẽ là gì nhỉ, thay đổi những gì đây, thay đổi cái phương châm, hô sinh đấy. Hay là một từ các bạn rất là quen thuộc, đấy là từ ký bưng tên cần ấy, đổi gió đúng nhỉ, thay đổi cảm xúc, thay đổi tâm trạng, thay đổi về chính sách, xê xác cự. Từ số 4 là chữ Hán là giao và hoán, có nghĩa là trao đổi. Trao đổi gì đây nhỉ, trao đổi ý kiến, trao đổi thông tin, chô hồ, trao đổi danh thiếp, mê si. Câu số 19 này, đọc với số nhị. Năn năn nín nát tê tê, tổng ra chi tổ nộ giác sô cử nộ di cáo, và sư đê tê tà. Tôi làm sao đó với việc đọc sách mà tôi quên mất cái giờ hẹn với bạn tôi. Từ đầu tiên, cô chố nhị là thuận lợi, không phải. Mưu chiêu nhị là say mê. Đúng rồi, say mê với việc gì đó sẽ dùng cấu trúc là n nhị, mưu chiêu nhị na rự đúng không? Say sưa với cái việc đọc sách mà tôi quên mất cái thời gian hẹn. Từ số 3 là gang cố nhĩ là ngoan cố, và từ số 4 là go in là gì nhỉ? Là ép buộc, cưỡng chế, gia trưởng, không phải. Đây cách đọc nhá, từ này đọc là cô trồ này. Nó trái với từ phư trồ. Cô trồ này giống từ dân trồ và trái với lại phư trồ. Từ số 2 là mưu chiêu. Say mê say sưa. Từ này là ngoan và cố, có nghĩa là ngoan cố luôn, ngoan cố bảo thủ. Từ số 4 là chữ cường và chữ dẫn, going. Câu số 20, câu cuối cùng trong môn đai 4 là một câu về từ láy. Me ga sameta ga mada jikan ga hayakatta no de shibaraku beddo de nanani shite ita. Tôi tỉnh rồi, mắt tôi tỉnh rồi, nhưng mà bởi vì vẫn còn sớm cho nên là tôi ở trên giường một lúc. Từ đầu tiên là goro goro. Goro goro nó có nghĩa là đùng đùng, ví dụ như là cái sấm nổ đùng đùng ấy thì dùng cái từ này nhá. Đấy, kaminari ga goro goro to naridasu đúng nhỉ? Sấm nổ đùng đùng này. Nghĩa nữa nó là lăn lóc, ví dụ như là ishi ga goro goro suru là hòn đá lăn lóc. Một nghĩa nữa là quanh quẩn đúng nhỉ? Ở cái địa điểm đó đấy, đi đi lại lại quanh quẩn loanh quanh. Ví dụ như là ie đúng nhỉ? Ie de goro goro suru. Thì ở đây đáp án đúng của ta sẽ là số 1. Có nghĩa là tôi không dậy mà tôi nằm trên giường mà tôi cứ lăn qua lăn lại. Đấy. Bối cảnh sẽ là bên đồ đệ, thì chúng ta sẽ chọn phương án số 1 là chính xác. Từ số 2 là bura bura. Bura bura là đung đưa. Ví dụ như là tê gá bura bura tô sự, có nghĩa là cái tay đung đưa. Hay là ăn không ngồi rồi đúng không? Nani mo shinai de bura bura shiteiru là chẳng làm gì hết mà chỉ có ăn không ngồi rồi thôi. Hay là khi mà nó đi với lại cái từ chỉ cái hoạt động di chuyển ấy, thì có nghĩa là gì đấy, đi loanh quanh đúng không, ví dụ machio bura bura to sampo suru là đi loanh quanh trong thành phố, đi không có chủ đích ở đâu cả, không phải này. Yura yura là dập dềnh, ví dụ như là con thuyền nó dập dềnh trên nước ấy, fune ga yura yura to yureru, không phải. Ura ura, à xin lỗi, uro uro là quanh quẩn lảng vảng, không phải nhá. Đúng đây phải là một. Môn đai 5, môn đai 5 là môn đai từ đồng nghĩa, chúng ta cùng xem câu 21. この問題は直ちに部長に報告しなければならない。
Tadachi ni có nghĩa là ngay lập tức. Vậy thì từ nào mà nghĩa là ngay lập tức? À tối đây là sau đó này, sư ni là ngay lập tức. Đúng rồi, đúng là hai. Hiwashi cự là chi tiết, kichin tội là cẩn thận, thì đúng đây phải là số 2. Cái vấn đề này thì phải báo cáo ngay lập tức cho trưởng phòng. Câu số 22. Tonari no heya kara kimyo na oto ga kikoeru. Từ phòng bên cạnh thì tôi nghe thấy một cái tiếng động nó rất là kimyo. Hán tự là chữ kỳ, chữ diệu, nhưng mà thực ra thì nó thường không mang nét nghĩa kỳ diệu trong tiếng Việt. Kỳ diệu trong tiếng Việt mình nó giống như từ subarashi đúng không? Nhưng mà từ kimyo này nó mang nghĩa là kỳ quặc. Đấy. Vậy thì từ nào mang nghĩa là kỳ quặc đây? Henna đúng không? Kỳ quặc lạ lùng này, số 1 là chính xác. Từ số 2, niyaka có nghĩa là ồn ào, không phải. Subarashi là tuyệt vời, cái này nếu mà chúng ta nghĩ theo kiểu tiếng Việt nhá thì các bạn sẽ chọn 3 nhưng không phải này. Oki là lớn, không đúng. Câu số 23. Ashita made ni kono shiryo siagete oite kudasai. Động từ siageru có nghĩa là hoàn thành, kết thúc. Vậy thì nó sẽ đồng nghĩa với từ nào nhỉ? Một là dashite là nộp này. Naoshite là sửa. Kansei sasete là kết thúc, hoàn thành. Ido sasete là di chuyển. Đúng đây phải là số 3. Đấy. Có nghĩa là hãy hoàn thành cái tài liệu này cho đến ngày mai. Ngày mai là hạn. Ở đây sẽ có một cái mà muốn nói thêm với các bạn, tại sao người ta lại dùng dạng thức là sasete. Thông thường cái từ kansei suru ấy nó sẽ là một tự động từ nhá. Đấy, ví dụ như là reporto này. Reporto ga kansei suru có nghĩa là báo cáo nó hoàn thành. Đấy. Là tình trạng báo cáo hoàn thành. Cho nên là khi mà các bạn muốn biến nó về dạng sai về dạng tha động từ ấy thì các bạn sẽ không được dùng là reporto kansei suru, mà các bạn phải chia về thể sai khiến thì nó mới thành dạng thức có tính ý chí. Đấy, lưu ý. Đấy, là reporto. Cái này là có thể có coi như là ngữ pháp đấy. Kansei saseru. Làm cho cái báo cáo hoàn thành. Câu số 24. Nichu wa arubaito ni itte imasu. Nichu là ban ngày đúng không? Ban ngày thì tôi luôn luôn đi làm thêm. Từ nào đúng không? Nghĩa là ban ngày thì đầu tiên heijitsu là ngày thường, không phải. Kyujitsu là ngày nghỉ. Kyoju là trong hôm nay và hiruma là ban ngày, thì đúng đây phải là số 4. Ban ngày này. Câu số 25. Kono shatsu wa shimete iru ne. À, ban nãy ở phần kanji, sensei đã lấy ví dụ từ này đúng không? Động từ là shimeru. Dạng T là shimeteiru, là ẩm. Cái áo sơ mi này thì vẫn còn ẩm. Vậy thì nó mang nghĩa là gì đây? Số 1 này. Nó chưa sạch. Ẩm nó liên quan đến nước, liên quan đến khô ướt chứ không phải là sạch bẩn nhé. Loại 1. Số 2 là mada kawaite inai. Nó vẫn chưa khô. Đúng rồi. Số 2 là phương án chính xác. Số 3. Mo kire ni natteiru là nó sạch rồi, không phải. Nó khô rồi, không phải nhá. Đúng đây phải là số 2. Môn đai cuối cùng đó là môn đai cách dùng từ. Câu 26 này. Từ người ta cho là một tính từ đuôi y, toboshi. Từ toboshi có nghĩa là nghèo nàn. Đấy. Nghèo nàn thì thông thường ấy nó sẽ đi với lại cái dạng thức đó là n này. Nhị toboshi có nghĩa là nghèo nàn về cái n. Và n này thông thường là những cái khái niệm nào thì đi kèm được? Đó là kinh nghiệm. Nghèo nàn cái kinh nghiệm này. Đấy, nghèo nàn cái thể nghiệm này, trải nghiệm này. Đúng không? Nghèo nàn về tài nguyên này, shigen. Nghèo nàn về vốn, shikin. Đấy. Rồi nghèo nàn về tài năng không có, tài năng có hạn, thủ đoạn vô biên đấy, thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ đi kèm với gì đây? Câu số 1 nha. Kono soup wa shio aji ga toboshi. Cái món súp này thì cái vị muối nó nghèo nàn. Không nói như vậy đúng nhỉ? Cái này chúng ta phải dùng từ tadinai, có nghĩa là nó thiếu muối, nó hơi nhạt. Chứ không dùng toboshi. Câu số 2. Kono kuni wa tennen shigen ni toboshi. Cái đất nước này thì nghèo tài nguyên thiên nhiên. Đúng rồi, theo đúng cấu trúc. N ni toboshi và có luôn từ shigen đây. Chúng ta chọn đáp án là số 2.
với Hinto là Tenenshigen ni. Đấy, câu số 3. Ondio nga toboshikute kikoe nikui. Âm lượng nghèo nàn cho nên là khó nghe. Không ai nói là âm lượng nghèo nàn hết, cái này phải là âm lượng nhỏ. Cái này các bạn sẽ dùng là chisakute. Chisakute thì đúng nhá. Câu 4 này. Cái sản phẩm này ấy thì nó chỉ có cái nhu cầu nghèo nàn, cũng không đi với từ yuyo. Từ yuyo phải đi với nhu cầu thì đã nhu cầu ít, này dùng từ tsukunai. Nhu cầu ít ỏi. Có nghĩa là người ta không có nhiều nhu cầu mua cái sản phẩm này. Câu số 27. Đây tính ra là một từ vựng của N1 đấy, Hán tự là trong quyển Mimikara N1. Hán tự là chữ mâu và chữ thuẫn. Mưu từ mưu dương này có nghĩa là mâu thuẫn. Mâu thuẫn có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái sự trước sau bất nhất đấy, không ăn nhập, không thống nhất với nhau. Vậy các bạn xem nhé. Yamada-san wa minna de kimeta koto ni mưu dương shiteiru. Anh Yamada ấy đang mâu thuẫn với lại những điều mọi người đã quyết định. Cái này không phải mang sắc thái như vậy đúng không? Cái này sẽ phải là dùng từ đang hantai. Đấy, đang phản đối. Câu số 2 này. Kita Hankyu to Minami Hankyu deva natsu to fuyu ga mujun shiteru. Ở Bắc bán cầu và Nam bán cầu ấy thì mùa đông và mùa hè nó đang mâu thuẫn. Không phải. Cái này là nó đang ngược nhau. Cái này phải dùng từ gyaku. Gyakuda thì mới đúng chứ không phải là mâu thuẫn. Câu số 3 này. Cái điều mà người đó đã nói ấy, đấy thì nó đang mâu thuẫn với cái câu chuyện trước đây. Đúng rồi. Trước sau bất nhất đúng không? Chúng ta lựa chọn phương án số 3. Cái này thì dựa vào nghĩa cả câu mới chọn được. Câu số 4 là cái kiểu mà cô ấy là một người rất là điềm đạm mà lại nghe nhạc rock ấy thì thật là đang mâu thuẫn. Chắc chắn là cái câu này sẽ khi mà làm bài sẽ có bạn chọn đấy, nhưng mà nó không phải nhá. Nó không phải là cái sự trước sau bất nhất về mặt nội dung. Đấy. Cái điều này nó chỉ là một điều bất ngờ đơn thuần thôi, cái này dùng từ igai. Igaida thì lựa chọn. Tiếp theo câu số 28 này. Câu 28 là một động từ phức. Thôi awaseru. Cái này có nghĩa là hỏi, thắc mắc, đúng nhỉ? Đấy. Họ hỏi, họ thắc mắc để nhận được tư vấn qua một thiết bị nào đó, chẳng hạn như là điện thoại hay là fax, email, vân vân. Chúng ta cùng xem này. Câu 1. Các câu hỏi ấy thì hãy liên hệ tới số điện thoại này. Đúng rồi. Chính xác luôn nhá. Đấy. Có cái câu hỏi nào, có cái thắc mắc nào thì liên hệ tới số điện thoại này. Đúng, đây là một. Câu 2. Ở trên phố thì tôi đã bị một người không quen biết thắc mắc đường, hỏi đường. Nếu mà hỏi đường thì chúng ta không dùng cái từ thôi awase này đúng không? Cái này chúng ta chỉ dùng đơn giản là gì đấy? Dùng động từ ki cự thôi. Kikareta, thể bị động này. Hoặc là dùng từ tazuneru cũng được. Tazune dareta là bị hỏi. Câu số 3. Tôi đã thắc mắc với chị tôi là cuối tuần này có đi xem phim không? Cái này phải là tôi đã rủ đúng không? Cái này có thể dùng từ sasotta này. Tôi đã rủ chị tôi, hoặc là có thể dùng từ hỏi cũng được. Kita. Câu số 4. Cái ý nghĩa chính xác của từ ấy thì hãy thắc mắc với từ điển. Tất cả là không đúng đúng không? Hãy gì đây nhỉ? Hãy tra từ điển nhá. Đấy, hãy tra thì các bạn dùng là ji số hi cự, thể sai khiến là thể ý chí sẽ là hiko. Hoặc nếu bạn dùng là tra cứu ấy, thì bạn dùng trợ từ là trợ từ de. Ji số de shirabeyo. Câu số 29. Câu 29 chúng ta có chữ giao và chữ đại. Từ này đọc là cô tai. Cô tai. Cô tai này có nghĩa là làm luân phiên, thay phiên nhau làm gì đó. Đấy. Chúng ta cùng xem câu 1 cái nào, xem có đúng không nhá. Cái điện pin của đồng hồ ấy nó đã hết, vì vậy là tôi đã
thay phiên cái mới. Cái này không phải là tôi đã thay phiên đúng không? Cái này phải là tôi đã thay thế cái mới. Thay thế thì dùng từ cô càng. Chữ giao chữ hóa này. Câu số 2. Sko shi tsukareta no de tomodachi ni unte o kōtai shite moratta. Bởi vì tôi hơi mệt cho nên là tôi đã được bạn tôi lái xe thay. Đúng rồi. Chúng ta lựa chọn phương án số 2. Tôi lái và sau đấy tôi hơi mệt thì bạn tôi lái thay tôi. Sau đấy thì bạn tôi mệt thì tôi lại lái thay. Đấy, nó diễn tả cái việc mà mọi người cùng luân phiên nhau làm một việc gì đó thì sẽ dùng cái từ cô tai này nha. Đúng ở đây sẽ là số 2. Câu số 3 này. Tôi có việc gấp. Đấy. Cái giờ hẹn ấy thì từ 1 giờ sang 3 giờ, cái này phải là đổi chứ đúng không? Đổi từ 1 giờ sang 3 giờ. Đấy, ban đầu là hẹn 1 giờ nhưng mà tôi có việc gấp cho nên là người ta đổi cho tôi sang 3 giờ. Cái này phải dùng từ henko. Thay đổi. Câu 4. Tôi gì nhỉ? Tôi nghỉ cái công ty trước đây. Tôi nghỉ công ty trước vào tháng 4 năm nay và tôi đã thay phiên vào công ty bây giờ. Không phải đúng không? Tôi đã chuyển sang công ty bây giờ. Cái này phải dùng tên số cự. Tiếp theo, câu số 30. Câu cuối cùng của chúng ta trong phần từ vựng rồi. Hán tự của chúng ta là chữ hợp và chữ đồng. Đọc là Godo. Đấy. Từ Godo này nó không phải mang nghĩa là hợp đồng cho tiếng Việt theo kiểu như từ kê giá cự đâu, mà từ Godo này có nghĩa là cái sự kết hợp đấy, làm cùng nhau nhiều người hoặc là nhiều tổ chức cùng nhau tiến hành một cái sự việc gì đó, một cái công việc gì đó thì chúng ta sẽ chọn. Chúng ta cùng xem này, câu 1 này. Fukusu no daigaku ga Godo de sports daikai o okonatta. Đó là nhiều trường đại học ấy đã cùng nhau tổ chức cái đại hội thể thao. Đúng rồi. Chính xác là một nhá. Hint ở đây là nhiều trường đại học và cùng nhau tiến hành cái này. Câu số 2. Nhờ sự gì nhỉ? Nhờ sự làm cùng nhau của mọi người mà cái sự chuẩn bị cho sự kiện ấy nó đang tiến triển một cách rất là êm đẹp. Cái này chúng ta không dùng từ Godo. Cái này các bạn phải dùng từ Kyoryoku. Nhờ sự hiệp lực. Đấy, hợp tác. Câu số 3. Ba thành phố này, một thành phố lớn sinh ra. À, cái này phải dùng từ gặp P đúng không? Sáp nhập. Đấy. Bằng sự sáp nhập của ba thành phố mà nó ra đời một cái thành phố lớn nhất ở trong tỉnh. Gặp P mới chính xác nhé. Câu số 4 này. Ở ký túc xá ấy, thì mọi người sử dụng cái phòng tắm. Cái này nếu mà dịch là mọi người cùng nhau sử dụng phòng tắm thì thấy có vẻ giống giống như câu 1 nhưng không phải. Cái này là gì nhỉ? Cái phòng tắm là một cái không gian dùng chung, dùng cho nhiều người chứ không phải là nhiều người cùng tiến hành góp sức làm cái gì, nên là chúng ta không lựa chọn 4 được. Cái này các bạn phải sửa thành Kyoto. Đây, chữ cộng và chữ đồng thì mới đúng. Đó là cái phần chữa bài của chúng ta. Các bạn hãy xem thật kỹ, ôn tập lại để có được cái kiến thức vững chắc nhất, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục theo dõi ủng hộ các video ở trên kênh Học tiếng Nhật cùng anh Sensei. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.